Mến chào cô chú bác anh chị em gần xa đã trở lại kênh Cây Kiển Bông Trang. Dân Úc kính mến, hôm nay Dân Úc chia sẻ và giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa một lô bông trang bao gồm 4 cây vàng chân son Cần Thơ chánh gốc. Đây là cây số 1. Dân Úc quay mặt bông tận tường cho cô bác anh chị em xem nha. Vàng chân son Cần Thơ, bông màu chân đỏ son rất là đẹp nha các anh chị em. Bao chuẩn vàng chân son Cần Thơ nha các anh chị em. Đây là mặt lá và mặt búp bông của cây đang nở tỏa sáng. Một màu vàng, chân màu đỏ son rất là đẹp. Thì nói tiếp thì Dân Úc cũng quay chung quanh một vòng. Và tiếp theo thì Dân Úc chi tiết chiều cao và tán ngang cho cô bác anh chị em xem nhận định. Cây này phát triển lá xanh mượt rất là tốt nha các anh chị em, đang đâm chồi tược rất là nhiều. Một lô này cô bác anh chị em yêu thích Dân Úc giao lưu với giá sỉ cho cô bác anh chị em về có thể bán lại nha. Và có thể gieo trồng nhân giống chiết những chi cành, rất là nhiều chi cành nhánh chiết nha các anh chị em. Tầm cây này tầm khoảng gần một chục nhánh chiết. Nếu của bác anh chị em chiết từ nhánh thoát thân cao một cốt rất là đẹp. Và nói tiếp thì Dân Úc chi tiết chiều cao và đo hoành thân gốc cho của bác anh chị em xem. Cây này một cốt nha các anh chị em. Một cốt thì cây này thuần chậu, trồng trên chậu từ nhỏ đến lớn. Và tiếp theo thì Dân Úc đo hoành thân gốc. Cây vàng son số 1 có chi tiết hoành thân gốc được 6 hoành nha các anh chị em. 6 hoành. Và thoát thân lên tầm gần 1 tấc. Cây này trồng lên chậu độ hơi chủng nha các anh chị em. Và được 6 hoành thân. Thoát thân lên gần 1 tấc. Và cây này rất là năng cây nha các anh chị em. Cô bác anh chị em muốn chiết thành một cốt thoát thân cao thì cô bác anh chị em về chiết cái nhánh bên đây. Thì còn một thân một cốt thoát thân cao nha các anh chị em. Rất là nhiều nhánh chiết. Đây là cây số 1. Có chi tiết chiều cao là 1m2, tán ngang 70. Hoành gốc được 6 hoành thân. Cây vàng son số 1. Và nói tiếp theo thì Dân Úc giới thiệu cây vàng son mã số 2. Và tiếp theo là cây vàng son mã số 2, cũng là cây thuần chậu, trồng trên chậu từ nhỏ đến lớn nha các anh chị em. Cũng là cây một cốt. Dân Úc quay một vòng chi tàn cho cô bác anh chị em xem. Và tiếp theo thì Dân Úc đo hoành thân gốc và chi tiết chiều cao và tán ngang. Cây nào cũng có búp nụ cho nghe các anh chị em. Vàng chân son Cần Thơ chuẩn gốc. Và tiếp theo là Dân Úc đo hoành thân gốc. Cây này một cốt nha các anh chị em. Chủ nhà vườn cũng trồng từ nhỏ đến lớn cũng lâu nên trồng hơi chủng. Cây này có thể thoát thân Dân Úc theo độ chừng là gần cũng gần một tấc. Và tiếp theo thì Dân Úc đo hoành gốc. Cây này có hoành thân gốc được 6 hoành gữ. Dân Úc kể 6 hoành nha các anh chị em. 6 hoành thân gốc. 6 hoành gữ mà Dân Úc kể 6 hoành. Và thoát thân được trước tiên được vài phân. Cô bác anh chị em yêu thích có thể giao lưu về trồng sang một cái chậu bự
Dạ, có thể trồng lên cao thì độ thoát thân nó sẽ cao hơn nha các anh chị em. Cái này lúc đó chủ vườn trồng từ nhỏ, độ trồng trên chậu hơi chủng. Và có thể chiết nhánh này thì thành còn một cốt rất là năng cây. Thoát thân cũng là rất là cao. Thành một cốt dốc đọt luôn nha các anh chị em. Và cây này thì chiết cũng được rất là nhiều nhánh. Tầm 7 8 nhánh. Nhánh chiết nha các anh chị em. Đây là cây vàng son mã số 2. Cây vàng son mã số 2 có chi tiết chiều cao là 1m2, tán ngang là 6 tấc. Hoành thân được 6 gữ. Cây vàng son mã số 2. Và nói tiếp thì dân Út giới thiệu cây vàng son số 3. Và tiếp theo là cây vàng son số 3 đang nở hoa tỏa sáng rất là đẹp. Cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng nha. Quá xinh đẹp của anh chị em ơi, bông nở to đùng, màu chân son đỏ rực rất là đẹp. Quá xinh đẹp. Những búp bông đang nở dày đặc. Cây vàng son số 3 thì dân Út chi tiết quay một vòng cho cô bác anh chị em xem nhận định nha. Vàng chân son Cần Thơ. Cây này thường mô nghe các anh chị em. Thường mô cũng là cây một cốt. Quá xinh đẹp các anh chị em ơi. Cây này thì cô bác anh chị em yêu thích giao lưu gì để một cặp trước sân nhà. Một bên một cây thì đón xuân rất là đẹp nha các anh chị em. Màu vàng đỏ rực. Tỏa sáng. Cây vàng son số 3. Tiếp theo thì dẫn Út chi tiết hoành gốc và chiều cao tán ngang. Cây vàng son số 3 có chi tiết hoành thân gốc được 6 hoành nha các anh chị em. 6 hoành thân gốc, thoát thân lên tầm cũng được vài phân. Tầm 6 7 phân. Và có chi tiết chiều cao là 1m1, tán ngang là 80. Chi được nhân giống chiếc cành rất là nhiều nha các anh chị em. Tầm 8 9 hoành. Và cô bác anh chị em về chiếc ra một cốt thoát thân cao tầm 1 2 3 4 5 6 7 7 8 cây một cốt thoát thân cao nha các anh chị em. Cây vàng son số 3. Và nói tiếp thì dân Út quay tiếp cây vàng son thứ tư. Cũng là cây thuần chậu. Trồng từ nhỏ. Và đây là cây vàng son thứ tư. Cũng đang chớm nụ. Cây này nở nụ vào đón xuân nha các anh chị em. Vào dịp Tết. Đang có những búp bông búp búp và những có bông chớm nụ phát triển đọt rất là tốt, nhân giống rất là nhiều. Cô bác anh chị em xem nha. Đang Út quay chi tiết một vòng bộ tàng cho cô bác anh chị em xem. Đây là những đọt nụ đang chớm nụ tầm nửa tháng 20 ngày nó sẽ nở. Và nói tiếp thì dân Út sẽ chi tiết hoành thân gốc.
chiều cao và tán ngang. Và cây vàng son số 4. Hoành thân gốc đo vị trí này cũng được 6 hoành nha các anh chị em. 6 hoành. Thoát thân lên tầm cũng được 5-6 phân. Thì cây này trồng vinh chậu hơi chủng từ nhỏ. Nếu của bác anh chị em yêu thích giao lưu về sang chậu lớn thì trồng đôn lên cao thì thoát thân tầm 1 tấc trở lên nha các anh chị em. Nó còn sâu xuống dưới, Yên Út mới có môi xương xương trên mặt đất, Yên Út đo hoành thân ha. Và nói tiếp thì Yên Út đo chiều cao và tán ngang. Cây vàng son số 4 có chi tiết chiều cao là 1m1, tán ngang 74 và hoành gốc cũng là 6 hoành. Cây này của bác anh chị em yêu thích nhân giống cũng là rất là nhiều nha các anh chị em. Và chiếc những nhánh chiếc cũng tầm mười mấy nhánh chiếc. Cây đang đâm chồi đọt rất là tốt. Lá xanh mượt. Có những búp nụ nở lai gai. Nhưng Út quay lại một vòng nữa cho cô bác anh chị em xem nhận định. Chi tược nhánh chiết rất là nhiều. Tầm mười mấy 20 nhánh nha cô bác anh chị em. Và cây vàng son số 4 cũng là cây cuối clip. Đến đây thì Dân Út cũng kết thúc video. Ngày mới Dân Út kính chúc toàn thể cô bác anh chị em gần xa đang xem kênh cây kiểng bông trang Dân Út được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất. Cô chú bác anh chị em xem kênh, yêu mến kênh, cho Dân Út một đăng ký và một like, một chia sẻ. Đặng Dân Út có động lực siêu tầm những loại bông trang giống mới, giống độc biến, độc lạ, đăng lên Tubi cho cô bác anh chị em xem nha. Và đón những video mới nhất. Mến chào cô chú bác anh chị em và hẹn cô chú bác anh chị em clip video tiếp theo.